vui có gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Thì hôm nay mình sẽ quay xà lan qua cống, nhưng mà bữa nay có cái anh tàu kéo đang hỗ trợ chiếc ghe cống phía sau qua cống đây các bạn. Thì động cơ và cách liệu lãi của mấy anh tàu kéo thì rất là tuyệt vời, đi các bạn xem đã biết rất là nhiều video rồi. Thì bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem là đây là cái anh tàu kéo đây. Anh tàu kéo đang hỗ trợ chiếc ghe ở phía sau của anh vô nghe các bạn. Thì anh đang lưng chừng ở phía đó để mà đợi chiếc xà lan này qua để mà anh vô nè. Theo như mình thì mình rất là thích những cái anh tàu kéo này nghe các bạn. Đây động cơ rất là phơi, đây rất là mạnh nè. Đây anh đang từ từ cho cái phương tiện của anh và phương tiện đường kéo thì vô cống đây các bạn. Ở đằng này thì có một cái anh cũng là cái anh ghe cổng ở đây các bạn. Anh này đang nạp khối rất là dữ dội nè. Wow, trời ơi, nó chạy tới đó, anh chạy không đi đâu quá trơn vậy ta. Cái mực nước hôm nay cũng không quá là cao nên các bạn, nhưng mà động cơ qua không nổi thì cũng không biết sao nổi luôn, thì nó thật sự là nó yếu rồi đó. Trời ơi, anh này sao anh không nhường cho người ta kéo đi trước má. Kìa, đúng luôn kìa, anh đang bắt chớn rất là dữ nè. Theo mình nghĩ là anh sợ mất chớn là vô không nổi nè. Trời ơi, anh chạy vậy. Quá xá luôn rồi. Trời ơi, anh không vô luôn. Qua an toàn rồi đấy. Thì hỏi lăn kéo gì thì mình cũng phải chi trả một ít tiền dầu để cho phơi cho mấy anh tài công nha các bạn. Cũng không biết rõ là bao nhiêu thì hôm nào mình sẽ cập nhật cho các bạn cùng cùng biết nha. Thì đôi khi tốn đôi 300.000 thì qua cống một cách an toàn không sử dụng xảy ra sự cố rất là đáng nha. Nếu mà phương tiện cảm thấy không qua được thì cứ mướn, tại vì nếu mà không qua được tuột xuống thì rất là khó khăn nha các bạn. Thấy trời ơi, hết hồn. Wow, giật mình luôn các bạn. Càng của mấy này rất là lớn nè, như là càng xe công vậy đó. Đây mình sẽ xem anh cabin trước đây. Thank you.
này đang vô các bạn. Anh xà lan cái xà bớt này quá trời luôn. Wow, đấy, đây, cái chèo thôi của anh nghe rất là lớn nha. Cái tàu đó là dính từ mặt cá tắt lại hay đó. Đây các bạn, thì ở đây có mấy anh tàu kéo đang về tới về lui đây. Thì đằng sau mấy anh này thì có cái anh chạy giỏ nè, kéo theo gần 30 cái giỏ đây các bạn. Anh không biết dự định có sẽ vô cống hay không, thì mình sẽ theo dõi bước chân của anh nha. Rồi sóng đánh cũng hơi đuối nè, trời ơi. Wow, rồi dính bọc rồi. Chưa. Anh còn kéo này không biết anh, wow, anh quay đầu ra ngoài à. Bên trong chưa được hết ra ngoài. Đây cái anh kéo mà nó phải bọc bọc xuống như này rồi anh đi lên này các bạn. Có cái chú đứng trước cầm con dây rồi các bạn. Để thông báo các phương tiện với mọi người dừng lưu thông qua cái kênh này. Xin nhắc lại các phương tiện với mọi người